Ví dụ bình thường con có một cái function là y bằng x mũ a chẳng hạn, x mũ a, a mũ x, a mũ x đi, hoặc là cụ thể hơn là bằng 2 mũ x nhé. Dạ. Thì nó sẽ biến một cái, nó là một function, nó sẽ tương ứng với một value của x thì sẽ có một value của y này, y bằng 2 mũ x này, đó, 2 mũ x này đó, thì nó là một đường cong như thế này. Ví dụ như x bằng 1 thì y bằng 2, x bằng 2 thì y bằng 4, x bằng 3 thì y bằng 9, thì nó là một cái complete square, một cái function đơn giản thế này, đó. Và người ta sẽ tìm một cái inverse function của nó. Inverse function, hàm số ngược, ha. Tức là mình sẽ biến từ ngược lại từ y thành x. Thì cái function ban đầu này thì nó biến x thành y. Ví dụ như là x là bằng 2 thì y nó sẽ bằng 4 ha. Là cái function này gọi là function f đi. Bây giờ inverse function f minus 1x. Thì đối với cái hàm số mũ thế này, inverse function nó được gọi là một cái logarithmic function. Nó sẽ là inverse function, nó sẽ là logarithm base 2 của x. Logarithm base 2 của x này. Y bằng logarithm base 2 của x đó. Thì nó là một cái function đường cong thế này. Và con nhớ rằng hai cái function và inverse function thì nó đối xứng nhau qua cái đường là y bằng x này, đường màu xanh lá này ha. Các bạn thấy sự đối xứng không? Dạ có. Đó. Thì có nghĩa là ví dụ như lúc cũ ấy, x bằng 2 thì y bằng 4. Thì cái function, inverse function nó ngược lại, nó sẽ biến x bằng 4 thành là y bằng 2. Các bạn thấy không? Dạ, đúng. À, 2, 4 này là cái function cũ. Đó, inverse của nó thì nó sẽ biến 4 thành 2. Thì đó là cái meaning của inverse function. Và cái function inverse của một cái exponential function. Function kiểu này gọi là exponential function. Inverse của exponential function là một logarithm function. Bây giờ thay vì số 2 mà thầy có số khác, ví dụ số 5 đi. Y bằng 5 mũ x thì cái inverse của nó sẽ là logarithm base 5 của x. Ok. Inverse của nó đó, cái này là fx này. Còn bên dưới này là f minus 1x, inverse của nó nha. Tóm lại là con lấy cái coefficient này để làm cái base của cái logarithm function. Y bằng a b mũ, con này quên đề luôn rồi. Trí nhớ ngang hàng, trí nhớ các bạn, a mũ bx. Tại vì đó là cái hàm số exponential. Yeah. Exponential function. Rồi, thì để làm câu này thì mình phải logarithm hai bên của nó. Ln của y sẽ bằng ln của a nhân với e mũ bx. Và cái ln này thực chất nó là viết tắt của cái logarithm base y này nhé. Y này tức là 2.71 ấy. Nhưng mà thực ra nó là số irrational, nó có vô vàn số đằng sau. Giống như con số pi vậy đó. Ok. Ôi dạ thầy. Dạ, ln là bằng log a của ln, trong nó là ln. Dạ, ln là bằng log a của cơ số bao nhiêu đó thầy? Của một số bao nhiêu đó, ví dụ như thầy có ln của 4 đi ha. Thì là nó là viết tắt của cái logarithm base y của số 4. Thầy còn bấm máy tính nó sẽ ra. Dạ. Rồi. Bây giờ cái ln này mình sử dụng cái tính chất là ln của một cái tích này, tích hai số này thì sẽ bằng ln của tổng, tức là ln của a cộng với ln của e mũ bx. Ok. Ln của y. Đó, biến cái ln của tích thành tổng của hai cái ln. Ok. Ln của a này là một cái constant con, cho nên cái số này nó là một cái constant. Ln a nó là constant. Ok. Bây giờ thầy dùng tiếp một tính chất nữa là thầy có thể mang cái constant này ra đằng trước. E mũ bx này thì con có thể viết là e mũ x rồi mũ b. Đó, thì mình có thể mang cái số b xuống đằng trước cái ln ha. Dạ. Nhưng mà thực ra nó có một tính chất đặc biệt nữa mà lúc nãy thầy quên nói. Phía trên này ba tính chất này, còn tính chất số 4 nữa. Cái đó thì tất nhiên là phải mất quá trình dài để người ta chứng minh nó ha. Tính chất số 4 là nó không đổi màu ra. Tính chất số 4 là ln của, hoặc là logarithm đi,
logarit base a của a mũ x sẽ bằng x. Đó, nói chung là hai số a là giống nhau ha. Và tương tự như vậy, cho nên là ln của e mũ x thì sẽ bằng x. Miễn là cái base với cái cơ số phía trên này nó giống nhau. Ok. A này con. Cho nên là cái bên dưới này, cái ln của b mũ x, ln của e mũ bx thì nó sẽ bằng bx luôn. Ln y bằng bx. Ok. Bây giờ thầy sẽ đảo thứ tự một xíu. Ln y sẽ bằng bx cộng với lại ln a. Ln a. Mà vì ln a này là một constant, thầy đặt nó là constant c. Còn cái ln y này thầy đặt nó là một cái function mới là gx. Thì mình sẽ có gx bằng bx cộng với c. Thì nó là một cái linear equation. A linear function. Sau khi mình linearize nó thì x nó sẽ thành cái gì nhé? Linearize từ từ đi. B này đem xuống này, bx. Thì bây giờ b này là cái slope. Còn x này là variable mới. Nhưng mà x này thì nó cái variable u mới hoàn toàn khác rồi, nó hoàn toàn khác rồi. X này ví dụ x cũ bằng 2, x mới này không thể bằng 2 thì nó meaning hoàn toàn khác luôn rồi đúng không? Nếu như x mới là bằng 2, 2 chỗ này, đây thì cái ln của nó, cái value mới của nó thì nó chỉ khoảng 5 thôi, 5.1 thôi. Nói chung là khi mà ln á, thì nó thay đổi hoàn toàn cái scale luôn này con. Không thể plot trên cùng một graph được. Tại vì bây giờ là cái vertical axis của mình này con, nó là ln của y chứ không phải là y nữa. Cái vertical axis nó là ln y. Còn cái horizontal axis của mình nó vẫn là x con. Bây giờ vertical axis là ln của y. Ln của y. Đó. Vậy mình sẽ có một graph là straight line. Và cái chỗ này là c. Ln y. Như vậy nếu như mà y là 163.794 này nhá. Bây giờ thầy sẽ bấm ln của số này nhá. Ok. Ln. Chữ ln đâu rồi? Đây. 163, thầy bấm cái answer chỗ này này. Đó. Ln của y thì nó sẽ ra con số gần 5.1. Đó con. 5.1. Ln của y là 5.1, con thấy không? Chỗ này x là bằng 2 này. Thì ln của y bằng 5.1 này, thấy không? Dạ thấy. Đó, đó. Cho nên là trên cùng một cái graph thế này thì không thể represent được. Tại vì meaning nó khác nhau mà. Một cái graph là cái vertical axis là y. Còn cái graph mà mình đã ln của nó thì cái vertical axis quantity nó đã bị thay đổi thành ln y rồi. Cho nên plot trên cùng một graph là không được, mình phải plot hai cái graph riêng. Nói chung là câu này khó, không biết sao người ta lại cho ra trong bài này. Tóm lại, thì cái chỗ linearized variable form nó vẫn là x. Nhưng mà cái dependent variable này nó đã bị thay đổi. Nó không còn là y nữa mà là ln của y ha. Yeah, slope là b và intercept gọi là c.